Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Người công giáo Cali muốn dâng hiến tiểu bang cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha tiếp đại hội quốc tế kỳ ba các ca đoàn công giáo. Hai nhà thờ bị kẻ trộm cậy cửa và phá hai két sắt đựng tiền khấn. Tin California, người công giáo Cali muốn dân hiến tiểu bang cho Đức Mẹ. Tại California đang có chiến dịch cố gắng để dân hiến tiểu bang cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria và tất cả các tín hữu công giáo được mời gọi tham gia vào cuộc vận động này vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 8 tháng 12 tới đây, tại một số giáo sứ trên toàn tiểu bang California sẽ họp nhau cầu nguyện từ giữa trưa đến 2 giờ trưa. Chương trình dự kiến có thánh lễ và một cuộc đi bộ đến địa điểm được chuẩn bị trước. Tại địa điểm này, các tín hữu sẽ đọc kinh mân côi và các kinh nguyện thánh hiến đặc biệt. Những người tổ chức nỗ lực này cầu xin mẹ Maria giúp chiến đấu, chống lại những sự ác luân lý đang phổ biến tại tiểu bang. Chương trình này có địa chỉ trang web là consecratecalifornia.com. Trên đó có danh sách các giáo sứ đăng ký tham gia vào chiến dịch này. Một trong những kinh nguyện có trên trang web là kinh cầu xin được giải thoát khỏi hình phạt dành cho linh hồn chúng ta, điều xứng với các tội giết thai nhi, bệnh nhân, người già yếu, người không được mong muốn chào đời và các bạo lực, xâm phạm tính dục, ma túy. Lời kinh này cũng xin mẹ Maria gìn giữ khỏi các thiên tai và chiến tranh, cũng như giúp chiến thắng nền văn hóa chết chóc và mang Thiên Chúa và ý niệm về gia đình trở lại trong cuộc sống. Cha dây Banano của giáo sứ Thánh Pio 10 ở Chula Vista nhận thấy việc dâng hiến tiểu bang cho Đức Mẹ là một điều đáng làm. Cha nói, có nhiều thành phố và nơi trốn ở bang mang các tên chứng tỏ nền tảng kỳ tô giáo của bang này. Nhưng thật buồn là một số luật lệ xấu đã được bang thông qua trong những năm gần đây làm thương tổn đến các gia đình, gây hại cho người già và các thai nhi. Hy vọng rằng việc dâng hiến tiểu bang xinh đẹp của chúng ta một lần nữa cho Chúa qua Đức Mẹ, các tín hữu công giáo California có thể hiệp nhau cầu xin lòng thương xót của Chúa trên chúng ta và bàn tay hướng dẫn của người dẫn đưa chúng ta, đặc biệt các nhà làm luật trong đường hay nẻo chính. Trong lần dâng hiến năm ngoái và chuẩn bị cho năm nay, ông Liputi, người khởi xướng chiến dịch đã được sự ủng hộ của các tín hữu. Ông cũng đã trình bày với hai vị tổng giám mục tại bang California là Đức Tổng giám mục Los Angeles và Đức Tổng giám mục San Francisco. Ông hy vọng chương trình sẽ được các ngài đồng thuận. Tin Vatican Đức Thánh Cha tiếp Đại hội Quốc tế kỳ ba các ca đoàn công giáo Đức Thánh Cha mời gọi các ca đoàn và các ca viên công giáo hãy trở thành những người nâng đỡ Thánh Ca cộng đồng, chứ đừng thay thế họ. Trong bài huấn dụ, sau khi đề cao tầm quan trọng của Thánh Nhạc và Thánh Ca trong phùng vụ, Đức Thánh Cha nói, âm nhạc và Thánh Ca của anh chị em là một dụng cụ đích thực để loan báo tin mừng, theo mức độ anh chị em trở thành những chứng nhân về chiều sâu của lời Chúa, đánh động tâm hồn con người, và anh chị em giúp cho việc cử hành các bí tích nhất là thánh lễ làm cho tín hữu cảm nghiệm được vẻ đẹp của thiên đàng anh chị em đừng bao giờ ngừng lại trong sự dấn thân quan trọng như thế đối với đời sống của các cộng đoàn chúng ta đặc biệt đức thánh cha cũng cảnh giác các ca viên đừng rơi vào cám dỗ muốn trở thành những người nắm vai chính tỏ ra mình là quan trọng mà làm sự dấn thân của anh chị em bị lưu mờ và làm giảm bớt sự tham gia tích cực của dân chúng vào việc cầu nguyện. Anh chị em hãy trở thành những người linh hoạt thánh ca của toàn thể cộng đoàn và đừng thay thế họ, khiến cho dân chúa không được hát với anh chị em và làm chứng về một kinh nguyện của giáo hội và cộng đoàn. Chương trình ba chiều của hội nghị ngày 24 tháng 11 còn có buổi hòa nhạc của các ca đoàn để kính thánh nữ Cecilia. Trên sân khấu sẽ có hơn 600 ca viên và 70 nhạc công. Họ sẽ ca hát cùng với hơn 8.000 ca viên khác trong đại thính đường. Tin giáo phận Vinh Hai nhà thờ bị kẻ trộm cậy cửa và phá hai két sắt đựng tiền khấn. Sự việc xảy ra vào rạng sáng ngày 20 tháng 11 năm 2018 tại nhà thờ giáo sứ Đông Yên và Đông Sơn thuộc giáo phận Vinh. Nhà thờ giáo sứ Đông Yên thuộc khu tái định cư Đông Yên, Ba Đồng, Kỳ Phương và nhà thờ giáo sứ Đông Sơn tại thôn Minh Huệ, Kỳ Nam. Cả hai nhà thờ đã bị kẻ trộm cây cửa nhà thờ lẻn vào, phá hai kết sắt đường tiền khấn Đức Mẹ và lấy đi toàn bộ số tiền trong đó. Cách thức cày cửa và phá kết sắt của kẻ trộm đều giống nhau, mong rằng các nhà thờ của các giáo xứ lân cận cũng như các nhà thờ giáo xứ các nơi hãy đề phòng. Một điểm tin trong tuần của trang thông tin giáo phận Phú Cường đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin lần sau.